Hải Anh, Hữu Phước, Trâm Anh, Hà Lộc, bốn vũ công đam mê và tài năng. Khán giả sẽ chọn ai để trở thành quán quân thử thách cùng bước nhảy mùa thứ tư năm 2015? Top 20 và các vũ công ngôi sao sẽ hội tụ cùng những khách mời nổi tiếng để vinh danh vũ công được yêu thích nhất. Đêm đăng quang thử thách cùng bước nhảy mùa thứ tư năm 2015 bắt đầu ngay bây giờ. Xin mời quý vị chào mừng top 4 của cuộc thi năm nay. Hải Anh, Hà Lộc, Trâm Anh và Hữu Phước. Hai cô gái tài năng sẽ kết hợp cùng hai chàng trai cá tính. Và họ là bốn thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi năm nay. Thử thách cùng bước nhảy See You Think You Can Dance. Quý vị đang đến với thử thách cùng bước nhảy See You Think You Can Dance. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình Trấn Thanh. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với đêm chung kết trao giải và đăng quang cuộc thi thử thách của bước nhảy See You Think You Can Dance. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là đã trải qua 6 tháng trời, chúng ta cùng theo dõi một chương trình dài hơi, một cuộc thi truyền hình thực tế mà nơi đó có rất nhiều cảm xúc, có rất nhiều những cung bậc thăng hoa trong trí tưởng tượng của con người, cũng như sự phấn đấu vượt qua khó khăn của các bạn thí sinh. Và quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thử thách cùng bước nhảy, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Dầu Moss. Một chặng đường dài vừa trải qua để lại cho chúng ta rất là nhiều những kỷ niệm, đặc biệt là về các bạn thí sinh, những vũ công mà trong tương lai họ sẽ mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu bằng ngôn ngữ hình thể khi họ thể hiện tâm hồn của mình trên sân khấu. Và thưa quý vị, tuần vừa rồi chúng ta đã thấy được một đêm thăng hoa của 4 bạn trong top 4. Quý vị cũng đã biết được cá tính của từng bạn, tài năng của từng bạn. Và quý vị cũng đã dành những tin nhắn bình chọn cho họ. Đêm nay một lần nữa họ sẽ tỏa sáng và chúng ta sẽ biết được ai sẽ nhận được danh hiệu quán quân. Đó là vũ công được khán giả yêu thích nhất năm 2015, nhận được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Và kính thưa toàn thể quý vị, tuần trước chúng ta có một đợt bình chọn là sau khi các bạn biểu diễn cho đến hết 12 giờ của ngày Chủ nhật tuần trước. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một đợt bình chọn thứ hai, và đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho quý vị khán giả để dành những tình cảm của mình cho một cái người mà mình yêu thích nhất để mang anh ta đến danh hiệu quán quân gần nhất. Đó là 30 phút để bình chọn. Quý vị nhớ là chỉ có 30 phút ngắn ngủi trong chương trình ngày hôm nay khi Trấn Thành công bố mở tổng đài là quý vị và các bạn đã có thể bắt đầu bình chọn cho các bạn thí sinh rồi. Hy vọng quý vị sẽ lưu ý và bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại những nhân vật quen thuộc, đó là ban giám khảo. Đầu tiên xin được giới thiệu giám khảo Dance Sport quốc tế, biên đạo Chí Anh. Xin được giới thiệu thạc sĩ biên đạo múa Tuyết Minh. Và một giám khảo khách mời rất là quen thuộc với chúng ta, thưa quý vị, biên đạo John Huy Trần. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng xin được chào đón tất cả những biên đạo đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, đêm nay sẽ là một đêm hội ngộ rất đặc biệt khi chúng tôi chào đón sự trở lại của 20
gương mặt quen thuộc trong top 20 của mùa giải năm nay. Và bên cạnh đó có sự góp mặt của các vũ công ngôi sao. Đây sẽ là một đêm biểu diễn có cũ có mới. Cũ là những tiết mục đặc sắc trong suốt một mùa thi do các giám khảo lựa chọn. Và mới sẽ là những tiết mục do các bạn thí sinh của chúng tôi kết hợp với những vũ công ngôi sao mang đến. Và đặc biệt là trong đêm nay, ngoài phần công bố kết quả dành cho 4 bạn thí sinh trong top 4, chúng tôi cũng sẽ có những phần tham gia đặc biệt của những vị khách mời. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu, đó là một cặp đôi biên đạo quốc tế rất tuyệt vời sẽ mang đến cho chúng ta vũ điệu basso dub nóng bỏng, đó là cặp đôi Gordana và Trent. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được chào đón đến với chương trình là top 3 của cuộc thi Battle of the Year 2014 tại Đức, đó là nhóm Cine, một phần trình diễn rất đặc biệt, một nhóm hip hop cực chất. Và quan trọng hơn hết là chúng tôi sẽ chào đón đến với sân khấu của thử thách cùng bước nhảy nữ hoàng nhạc Việt Mỹ Tâm. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ chờ đến phút cuối cùng để theo dõi tất cả những tiết mục thật là tuyệt vời của chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa chân thành xin được nhắc lại mã số bình chọn của 4 người bạn của chúng ta như sau. Thưa quý vị nhớ mã số đó gửi về tổng đài 8369 để bình chọn cho các thí sinh. Hà Lộc là số 1, Trâm Anh là số 2, Hữu Phước là số 3 và Hải Anh là số 4. Quý vị hãy soạn tin nhắn và gửi về tổng đài 8369. Và bây giờ chúng ta cùng đếm ngược để 30 phút bình chọn cuối cùng bắt đầu quý vị nhé. Chuẩn bị cùng với Trấn Thành nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi bắt đầu 30 phút ngắn ngủi để quý vị và các bạn bình chọn đợt 2. Đây là đợt bình chọn cuối cùng dành cho top 4. Và ngay bây giờ, thưa quý vị, không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ chứng kiến 4 bài thi cuối cùng của 4 thí sinh cuối cùng của mùa giải năm nay. Và ngay bây giờ, chúng ta trước khi đến với phần biểu diễn của các bạn thí sinh, mời quý vị hướng mắt về màn hình để theo dõi lại những trích đoạn biểu diễn đặc biệt, những phút giây ấn tượng mà các bạn đã mang đến trong chương trình thứ 7 tuần trước. Xin mời. Trâm Anh và Hà Lộc luôn luôn cháy hết mình, các em thật là tuyệt vời. Trâm Anh, cái năng lượng của em á, khi em bước ra sân khấu đó anh cảm được. Và Hà Lộc, cái kỹ thuật của em rất xuất sắc. Về sự kết hợp rất là thông minh giữa Đông và Tây, Kim và Cổ. Hải anh rất là thích cách em sử dụng cổ chân, rồi đầu gối, rồi hông, rồi tay. Phước cũng vậy, thấy em sử dụng tay múa dân gian rất là khéo léo. Hải Anh ơi, chị phải ngả mũ để chào em. Bởi vì em nhảy quá đẹp mà em có một cái sự sang trọng tự nhiên, một cái sự nhẹ nhàng tự nhiên. Và Hà Lộc, chính cái sự nhẹ nhàng của em nó đã tạo được một cái cảm xúc của một cái tình yêu tràn đầy ngập trong cái không gian này. Cái samba nó rất là cần cái chất, nó rất là cần cái năng lượng, cái sự máu lửa. Thì cả hai em đã đồng điệu với nhau và đem được cái năng lượng đến cho khán giả. Kỹ thuật cũng như là trình diễn thì bọn em kẻ chín lạng người một cân, ngang ngửa với cả nhau. Trâm Anh thì thiên về biểu diễn cảm xúc trên mặt nhiều hơn. Và Hải Anh thì kỹ thuật động tác thì tốt nhiều hơn. Nếu như là Hải Anh đã là một ứng cử viên cho quán quân năm nay thì chị cũng đề xuất là sau tiết mục này thì em cũng là một ứng cử viên cũng tương đối nặng ký để tranh trước đó. Hai em phải dũng cảm như thế nào mới làm được cái điều đó chứ anh không dám làm đâu. Anh cảm được từng cái hành động của em, từng cái biểu cảm trên cái khuôn mặt của em. Nếu mà đã đạt được đúng cảm xúc thì em sẽ cho tất cả mọi người vô thế giới của em, vô cái không gian của em.
Phương Quyền, Trâm Anh trong cái tiết mục này thì em có được một cái độ rất là chuẩn xác trong cái kỹ thuật, kỹ xảo và cái kết cấu như múa đôi của em, cái cách điều hành ngôn ngữ cơ thể của em rất là tốt. Và từ cái việc mà em tin chính bản thân em đã tạo ra niềm tin cho cái người bạn diễn cùng mình bằng cái sự cảm nhận giữa hai cơ thể để tạo nên những cái chuỗi động tác chuẩn xác. Lên và chuyển sang các thể loại khác, Hương thì gặp phải khó khăn, nhưng mà đối với em thì không gặp bất kỳ khó khăn gì trong tất cả các thể loại. Và em chứng tỏ một điều rằng là Hồ Vũng không giỏi là có thể thích ứng với tất cả các thể loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những khoảnh khắc thật tuyệt vời của bốn bạn thí sinh đã để lại cho chúng ta trong thứ bảy tuần qua. Và ngay bây giờ sẽ là những phút giây, những ký ức mới mà các bạn sẽ khắc ghi trong lòng quý vị với những bài 30 giây. Và đó sẽ là bài 30 giây cuối cùng trong cuộc thi năm nay. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn. Đầu tiên, chào đón anh chàng cá tính đến từ Cần Thơ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Ha Lộc. Quá xuất sắc. Vâng thưa quý vị, và tinh thần đó vẫn như lúc đầu, vẫn rất tự tin với tinh thần của Samurai. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hà Lộc. Và đừng quên bình chọn cho bạn ấy thưa quý vị. Hãy bình chọn cho Hà Lộc với mã số 1 và gửi về tổng đài 8369. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Hà Lộc. Quá tuyệt vời, cảm ơn em. Quý vị và các bạn thân mến, và với tất cả những ý tưởng điên rồ thì đây sẽ là ý tưởng táo bạo nhất. Để chúng tôi mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với bài 30 giây của thiếu sinh nữ nhỏ tuổi, nhỏ con mà ý tưởng cực kỳ lớn. Thưa quý vị và các bạn, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Trâm Anh. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần trình diễn của Trâm Anh. Vô cùng ấn tượng. Và chưa bao giờ càng ý tưởng, chưa bao giờ có sự mỏi mệt. Thưa quý vị, đó là Trâm Anh. Và nếu như quý vị và các bạn muốn Trâm Anh trở thành quán quân của mùa giải năm nay, hãy nhắn tin số 2 và gửi về 8369 cho xác ướp này. Cảm ơn em. Quá tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, và nhân vật thứ 3, chàng trai hip hop duy nhất trong mùa giải năm nay. Không màu mè, không câu chuyện, bạn ấy chỉ biết nhảy và nhảy với những kỹ thuật khủng. Và chúng tôi mời quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hữu Phước. We'll be right back.
Thưa quý vị, cực kỳ chất lượng. Nếu mà nói một món ăn mà không bao giờ chúng ta cảm thấy sợ về chất lượng khi đến nhà hàng thì đó là hữu phước. Món ăn tinh thần cực kỳ năng lượng. Và thưa quý vị, cũng ngân ấy động tác nhưng chưa bao giờ là cũ, chưa bao giờ là càng ý tưởng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt và hãy giúp cho chàng trai này đến gần hơn với ngôi vị quán quân bằng cách soạn số 3 và gửi về 8369. Chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, đẳng cấp, sang trọng và chuẩn mực, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thật nông nang với cô gái đầy nội tâm Hải Anh. Vâng, rất chuẩn xác và vô cùng đẳng cấp thưa quý vị. Với những tạo hình thật sự ấn tượng, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hải Anh. Và hãy giúp cho Hải Anh có thể chinh phục được giấc mơ để trở thành quán quân của mình. Hãy soạn số 4 và gửi về 8369 ngay bây giờ. Một tràng pháo tay nữa cho Hải Anh thưa quý vị. Vâng, rõ ràng là chúng ta đã thấy được một đêm biểu diễn cực kỳ hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên với những bài 30 giây phải nói là nghẹt thở. Và nếu như quý vị và các bạn yêu thích những bạn của chúng tôi, quý vị thích tiết mục nào thì chỉ nên thích một thôi. Em biết là bốn bài đều hay cả nhưng mà chỉ nên thích một mà thôi, tại vì mỗi một thời bao chỉ được nhắn đúng một tin duy nhất. Quý vị hãy nhắn số bình chọn gửi về tổng đài 8369. Xin nhắc lại, Hà Lộc là số 1, Trâm Anh là số 2, Hữu Phước là số 3 và Hải Anh là số 4. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng gặp lại bốn người bạn để nghe những lời nhận xét của giám khảo. Xin một tràng pháo tay đồng nhiệt. Xin mời ban giám khảo. Mời Hải Anh bước lên phía trước. Hải Anh, chúng tôi đều thấy rằng là em có ba điều rất là đúng đắn và không cảm thấy hối tiếc về cái thời gian tuổi trẻ của mình đã qua. Điều thứ nhất ý, là em đã tìm ra được cái tình yêu, cái niềm đam mê của em với nghệ thuật nhảy múa. Và điều thứ hai là em đã dùng cả tuổi trẻ của mình để cống hiến cho nghệ thuật múa và hoàn thiện mình để trở thành một cô gái có những cái bước nhảy rất là chuẩn mực và kỹ thuật. Và điều thứ ba mà em rất là đúng đắn đó là em đã vượt qua cái nỗi sợ của bản thân em để bước lên với ánh đèn của sân khấu thử thách cùng bước nhảy. Và thực sự là như vậy, 7 tháng vừa qua thử thách cùng bước nhảy đã mang đến cho em rất nhiều những cái thể loại nhảy múa mới và đã làm cho em trưởng thành thành một vũ công rất là mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện hơn để ngày hôm nay em đứng trước mặt chúng tôi và trước mặt quý vị khán giả là một người vũ công, là một người nghệ sĩ múa có đầy đủ khả năng để cống hiến cho nghệ thuật múa. Và xin chúc mừng em ở chặng đường phía trước. Anh. Xin mời Hữu Phước. Phước ơi, mỗi lần mà xem em solo 30 giây thì anh hay là khán giả, tất cả mọi người, em hoàn toàn thuyết phục mọi người bằng năng lượng, bằng kỹ thuật, bằng sự đam mê của mình. Và anh chúc em luôn luôn giữ được ngọn lửa đam mê cho dù ngày hôm nay kết quả có như thế nào, em có dừng chân ở vị trí nào, quán quân hay là như thế nào, em hãy là chính mình, luôn luôn là như vậy. Cảm ơn em. Trâm Anh. Trâm Anh, em anh nói như vậy, anh sẽ nói một câu là anh hay, anh cũng hay nghe, em rất là không bình thường nhá. Rất không bình thường, nhưng mà anh thấy cái đó là cái tuyệt vời nhất của em và anh hy vọng em không bao giờ thay đổi và em luôn luôn giữ cái sự không bình thường vì đó là cái chính mình. Và nếu mà em giữ cái chính mình, em sẽ gặp rất là nhiều thành công trong cái nghề nhảy múa.
Một cái nữa là anh cũng thấy trong mùa 4 em là một vũ công solo khá là nhiều lần, đúng không? Nhưng nếu mà mình nhớ về thử thách cùng bước nhảy, mùa 1 quán quân cũng là một người solo rất là nhiều lần. Chúc em may mắn. Mời Hà Lộc. Hà Lộc ơi, chúng tôi phải nói thật là trong bản đồ của nghệ thuật múa thì thường những cái nhân tài thường tập trung ở những thành phố lớn. Nhưng mà tôi nhớ đã có một lần tôi kêu gọi khán giả ở Cần Thơ để bình chọn cho em, bình chọn nhiều nữa cho em, để giữ em lại thật lâu trên sân khấu này, để các bạn trẻ thấy rằng em là một biểu tượng của niềm đam mê, của một sự cống hiến và một niềm đam mê của cái sự tự học tập, tự vươn lên và không chờ đợi cái thời gian đến với mình, cơ hội đến với mình, mà em là một người đi tìm cơ hội cho mình và đi tìm cái niềm đam mê cho mình. Và ngày hôm nay qua tất cả các cái vòng thi và một vũ công tự học hỏi và tự lăn xả vào những cái thể loại khó nhất, những kỹ thuật khó nhất để làm một cách chuẩn xác như em, và em đứng vững trên sân khấu này, đó là một cái niềm tự hào rất lớn mà em đáng tự hào về bản thân mình vì những điều mà em đã làm được trên sân khấu của thử thách cùng bước nhảy. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn tất cả những lời khen ngợi của ban giám khảo dành cho bốn bạn thí sinh. Và thưa quý vị, hãy nhìn vào gương mặt của các bạn ấy, nhìn vào ánh mắt của các bạn ấy, nhìn vào thần thái đó. Đây không phải là thần thái của những người đang dự thi. Họ là những người sở hữu cái thần thái chiến thắng. Bởi vì đứng trên sân khấu này ngay giờ phút này đây với bốn gương mặt này, cả bốn người đã chiến thắng rất là nhiều. Đầu tiên là chiến thắng về bản thân của mình, và cái thứ hai là chiến thắng mà họ có được lớn nhất trong cuộc thi chắc chắn sẽ là sự nhận biết và tình cảm của khán giả dành cho các bạn. Mỗi khi các bạn bước ra đường, mỗi khi khán giả yêu thương và dành những lời khen ngợi cho các bạn, tôi nghĩ đó là một cái chiến thắng rất là lớn đối với một người nghệ sĩ, và đặc biệt là đối với một người mà chọn một cái nghề thầm lặng như vũ công. Thì thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa cho bốn gương mặt rất xuất sắc. Và đừng quên bình chọn cho họ: Hà Lộc số 1, Trâm Anh số 2, Hữu Phước số 3 và Hải Anh số 4, gửi về tổng đài 8369 trong 30 phút quý vị nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trong phần biểu diễn tối nay sẽ có rất là nhiều những bài biểu diễn đặc sắc do ban giám khảo lựa chọn trong suốt cả một quá trình 6 tháng trải qua cùng với thử thách cùng bước nhảy. Bên cạnh đó sẽ có những tiết mục mới của các bạn vũ công kết hợp với các vũ công ngôi sao, đặc biệt là có phần tham gia của ba khách mời đặc biệt, đó là nhóm nhảy Cine giải 3 của cuộc thi Battle of the Year 2014 tại Đức. Bên cạnh đó cũng sẽ có phần trình diễn của cặp đôi Gordana và Trent và nữ hoàng nhạc Việt Mỹ Tâm. Chúng ta hãy chờ đợi đến giây phút cuối cùng quý vị nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau vài phút giải lao ạ. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với thử thách cùng bước nhảy So You Think You Can Dance. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn đầu tiên của Top 17 với một màn hip hop cực kỳ năng lượng. Một tràng pháo tay chào đón lại Top 17 của chương trình năm nay.
đi. Xin cả các vòng đứng dây được không ạ? Quá tuyệt vời, cực kỳ năng lượng thưa quý vị. Top 17 của Suzuki Thing You Can Dance năm nay. Cảm ơn các bạn. Thật sự là rất đáng tự hào. Quá giỏi, quá năng lượng. Và với một tiết mục mở đầu sôi động như vậy, chúng tôi rất là tin sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những cảm giác thăng hoa cho đến phút giây tận cùng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí một tí đi đến với một phần trình diễn đặc biệt hơn mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn như một món quà để gửi tặng cho quý vị. Đó là một MV. Và MV này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Dạo qua những lối nhỏ, nụ cười luôn trên môi, có bạn gần bên tôi. Ta hãy cứ sống hết mình, chờ dấu điều chi, và cho nhau khoảnh khắc để sẻ chia ước mơ. Có nghe không thế giới chào đón, chân hay bước nhanh hơn, thời gian cứ trôi. Sao ngồi chờ ai mang niềm vui, tôi trẻ trong ta chỉ một lần đến thôi. Và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với một cuộc hội ngộ của Top 20 tại đường Hoa Nguyễn Huệ. Và phải nói là phố đi bộ đã vui hơn bao giờ hết khi có mặt của Top 20 của chúng tôi. Và cho chúng ta một thông điệp là nhảy múa sẽ không bao giờ ngừng lại nếu như chúng ta còn yêu đời, còn vui sống và còn tin vào ngày mai. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ có những tiết mục do ban giám khảo lựa chọn là những tiết mục ấn tượng và xuất sắc trong suốt cả một mùa giải năm nay. Và người đầu tiên thì chắc chắn Thành phải mời chị Tuyết Minh đi nha. À, theo chị thì chị thích tiết mục nào nhất nhỉ? Nhân tiện cái câu chuyện là Trấn Thành nói là nhảy múa không bao giờ dừng lại thì qua cái việc chọn tiết mục thì Tuyết Minh cũng muốn kể một cái câu chuyện về nhảy múa không dừng lại của chính Tuyết Minh và một cái vũ công và một cái biên đạo múa về thể loại múa dân gian dân tộc mà Tuyết Minh rất là ấn tượng trong mùa vừa rồi. Đó là bạn Tạ Xuân Chiến. Ở cái cuộc thi lần đầu tiên khi Xuân Chiến bước vào cuộc thi ấy, thì là một cuộc thi diễn viên múa toàn quốc. Mà trong cuộc thi múa này thì Chiến chỉ phải thi 2 tiết mục thôi. Mà lúc đó là tôi mang bầu 6 tháng,
là đã rất là to rồi. Thế nhưng mà lúc đó thì cái hình tượng của Chiến ấy, đó là một cái nhân vật là một người sói. Do đó mà để hướng dẫn cho Chiến để được cái phong cách của cái người sói thì hai cô trò, một cô bụng bầu và một em cứ bò khắp sàn để tập với Chiến. Và có một bạn chụp ảnh được thì mỗi lần tôi nhìn lại bức ảnh đó thì tôi thấy rằng đúng là không có cái gì khi chúng ta đã có đam mê là chúng ta ngừng đam mê và chúng ta ngừng cống hiến. Thì đến cái cuộc thi lần thứ hai mà Xuân Chiến tham gia, đó là cuộc thi thử thách cùng bước nhảy, thì ở đó Xuân Chiến đã được tiếp thu bao nhiêu cái thể loại nhảy múa mới. Và để đến mùa thứ tư này, khi Xuân Chiến quay trở lại làm một người biên đạo múa, thì thực sự là tôi không nhận ra chính cái người học sinh của chính mình nữa. Bởi vì với một cái trường đời được dạy từ chính cái thực tế của nhảy múa ở Việt Nam ngày nay, và cộng với cái sự được học hỏi của Chiến, mà Chiến đã cống hiến được những cái tác phẩm và làm tăng lên cái vẻ đẹp của người vũ công múa trong mùa thứ tư này. Và Chiến đã giúp cho Phương Anh là một vũ công belly dance, và anh Phước là một vũ công hip hop, anh Mỹ là một vũ công hip hop mà chưa từng được chạm đến cái múa dân gian dân tộc, thể hiện được một cái điệu vũ về những người dân ven biển và một cái tình yêu chung thủy vượt qua mọi thời gian của Sứ Thanh, đó là tác phẩm Hòn Trống Mái. Thì tôi muốn khán giả hãy cùng thưởng thức tác phẩm này. Vâng, xin được cảm ơn chị và kính thưa toàn thể quý vị. Nếu mà nói về tác phẩm này thì quá tuyệt vời rồi, tôi cũng rất ấn tượng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ tác phẩm bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, một tiết mục có tính hình tượng rất là cao. Và xin một tràng pháo tay nữa cho Phương Anh và Anh Mỹ, top 20 của chương trình của chúng tôi. Cảm ơn hai bạn. Anh chị em. Còn anh thì sao? Tình yêu thì là một cái điều không thể sống. Thiếu. Cái gì điều không thể sống là cái gì? Điều không thể thiếu trong cuộc sống. Trấn Thành chưa gì nữa. Và trong nhảy múa thì chúng ta nhảy múa đôi với nhau, nam nữ, rồi chủ đề tình yêu rất là nhiều, và có hẳn những cái điệu nhảy về tình yêu nữa. Và tôi nghĩ là tôi sẽ chọn một điệu nhảy rumba, nói về vũ điệu của tình yêu, nói về cái chàng trai trong cơn mưa mà đã đứng tuyệt vọng nhìn tình yêu của mình ra đi. Và đó chính là Phi Hải và Gia Linh với vũ điệu rumba. Ok. Thế quý vị thấy không? Khi người ta thiếu cái gì, người ta hay muốn có cái đó.
anh lâu quá anh chưa có tình yêu nên anh muốn xem một cái bài gì về tình yêu đúng không? Để gợi nhớ là cái tâm hồn cho anh rung động được tí. Anh yên tâm, mưa sẽ làm cho anh ướt. Vâng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, tiết mục của Song Linh và Phi Hải ngay bây giờ. Rơi nhanh cho chiều giông tố đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau. Đã một thời anh tin sẽ không tàn, còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng. Em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Con tim ơi ngủ ngoan, nhiều lòng mình mong trói. Bao yêu thương vùng lên mỗi đêm, mà em nào biết rời xa nơi anh là bao. Vâng, và xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Phi Hải và Gia Linh. Một tiết mục rất nồng nàn của phần biên đạo của Thảo Uyên. Thưa quý vị, xin cảm ơn các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, cổng bình chọn của chúng tôi đã đóng vào lúc 21:45 và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã liên tục gửi tin nhắn về cho chương trình để bình chọn cho top 4. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn kết quả trong chương trình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ dành tặng một tiết mục cực kỳ đặc biệt. Đây là tiết mục được biên đạo bởi Gordana và Trent để kết hợp lại hai điệu cha-cha-cha và samba. Đó là hai cái vũ điệu sôi nổi nhất, rần rần nhất của vũ điệu Latin. Thế nhưng đây cũng là hai cái điệu khó khăn nhất cho những cái người ngoại đạo khi mà theo học nó. Là bởi vì cái nhịp nó khó và những cái động tác di chuyển đòi hỏi sự chuẩn xác rất là cao. Và đặc biệt đó là tiết tấu trong bài cực kỳ nhanh. Vì vậy, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ gặp lại 6 gương mặt sẽ mang đến cho chúng ta một trọng trách quan trọng, đó là chinh phục được hai bộ môn khó này của Latin, đó là cha-cha-cha và samba. Chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ các vũ công Ngọc Anh, Thu Hương, Song Linh, Tuấn Đạt, Minh Tân và Anh Mỹ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Baby, I've been waiting for no one to blow my mind.
guys on bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Just play that song, I know. Take a deep breath and blow. Get loose, get right, get a grip and rock me all night. Đồng diện cho tiết mục rất tuyệt vời của Gordon và Trent và chào đón 6 nhân vật đáng yêu của chúng tôi, thưa quý vị: Ngọc Anh, Tuấn Đạt, Minh Tân, Song Linh, Anh Mỹ và Thu Hương. Thank you, cảm ơn các bạn, rất là năng lượng. Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, và sẽ còn rất nhiều những tiết mục đặc biệt nữa đang chờ đợi chúng ta. Cũng như là bên cạnh đó, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi thì quý vị và các bạn sẽ biết được quán quân của chương trình là ai. Hiện nay quý vị đã nhận được rất là nhiều, chương trình của chúng tôi đã nhận được rất là nhiều tình cảm mà quý vị và các bạn đã gửi về, và đặc biệt là những tin nhắn qua hai đợt bình chọn. Và hiện nay cái số lượng tin nhắn đó đang được quản lý chặt chẽ bởi ba nhân vật. Đầu tiên là ông Trương Văn Minh, trưởng ban chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức chương trình Thử thách cùng bước nhảy. Và nhân vật thứ hai là bà Vũ Thị Thùy Hương, là phó giám đốc của công ty Đông Tây Promotion, là đơn vị sản xuất chương trình Thử thách cùng bước nhảy. Và nhân vật thứ ba là ông Lưu Nhật Phương, là trưởng đại diện của văn phòng miền Nam tại công ty quản lý đầu số Gabit. Và một tiếng đồng hồ nữa thôi, chúng ta sẽ biết quán quân của chương trình là ai. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ chờ đến giây phút cuối cùng để được theo dõi kết quả đó, cũng như phần trình diễn của ba khách mời của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Thử thách cùng bước nhảy, và hiện nay tôi đang ngồi kế John Huy Trần. Từ nãy giờ thì chúng ta thấy là hai cái nhân vật này đã chọn rồi, thì bây giờ đến phiên John. John sẽ chọn một bài gì theo John là hay nhất? Thì trong mùa này thì John thấy mình có rất là nhiều câu chuyện về tình yêu, và Trí Anh chọn một cái bài tình yêu nè, Tuyết Minh cũng chọn bài tình yêu, nhưng mà đối với mình, mình thấy cái đó hơi, nó cũng bình thường. Lá cái chọn tình cha tình mẹ đi nha. Thì cái bài mình muốn xem thì nó hơi cũng vậy, cũng là một bài tình yêu, nhưng mà nó là một bài không bình thường. Mà mình chọn cái bài này thì John cũng thấy nó hơi kỳ, vì sao? Tại anh là người dựng bài này. Anh dựng ra, anh chọn bài của anh luôn hả? Yeah. Đúng rồi. Được ha. Là cái bài của Trâm Anh và Đức Việt, là cô gái đúng không? Cô gái yêu thương con mannequin. Hình như là hai anh chị mỗi người có một ý kiến gì nữa phải không? Có cái ý kiến gì mà để phản bác John không? Thấy cái bài đó, người ta tự chọn bài của người ta, thấy nó hơi sai sai thì sao? Thực ra là ở quê em, là ở Việt Nam ấy, dạ, thì thường là mình là tác giả của một cái tác phẩm nào đó, thì một là mình nháy Trấn Thành là khen hộ mình. Đúng, đúng, đúng. Đấy. Hoặc là mình nháy đồng nghiệp là lăng xê cho mình. Đúng, đúng. Chứ còn ít ai là tự dựng tác phẩm của mình xong tự khen, xong lại tự chọn để cho khán giả là tự đấy, thích. Đấy là tự sướng. Đúng rồi. Chỉ có mỗi Xuân Huy thôi, biên đạo hơi khùng khùng một tí thì mới có những cái ý tưởng khùng khùng và God Dancer khùng khùng luôn thì nó hợp. Đúng rồi. Yeah. Hợp. Anh chứ anh có ý kiến gì không ạ? Tôi tưởng là bài đấy không phải là John Huy dựng, John dựng à? Dạ. Ồ, anh nói còn có liên quan quá ha. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Thưa quý vị, bây giờ thế này là mỗi người có một ý kiến ha, thì dĩ nhiên là phải làm vừa lòng John rồi. Nhưng mà trước tiên thì tôi xin chọn bài của tôi trước. Dạ vâng, thưa quý vị. Tôi nghĩ tôi cũng có một bài ha. Tôi nghĩ là tôi nên chọn bài. Để chị Minh chọn đó chứ. Chị Minh có chọn bài gì không? Thôi thì Trấn Thành chọn rồi thì để cho khán giả xem từ từ, không xem nhiều quá lại khán giả không biết so sánh thế nào cả. Lại không biết là ai chọn hơn ai. Em phải chọn cái bài của em trước chứ, bây giờ để cho anh lộng hành đâu được. Thưa quý vị, nói về bài của Trấn Thành chọn thì tôi nhớ là con lần tôi khóc sướt mướt khi mà Thu Hương chia tay. Và tôi cũng đã nói với lại mọi người rồi là riêng trong lòng
tôi ấy, Thu Hương cũng giống như một quán quân của năm nay, thật sự là như thế, bởi vì quá tài giỏi, phải nói là chuẩn mực. Mọi thử thách bạn ấy đều vượt qua một cách rất là nghiêm túc và dễ dàng. Và đó là một lý do mà vì sao mà tôi cực kỳ thích Thu Hương. Và ngay cả Hà Lộc cũng vậy, một cái chàng trai mà cực kỳ giỏi một cách mà thiên phú, có nghĩa là không có cần khó khăn để giỏi, người ta học bằng đam mê. Vì vậy cho nên tôi lấy hai bạn này kết hợp lại với nhau mà nhảy cái bài của Ryan Tang, Lyrical Jazz, thì tuyệt vời. Thì ngay bây giờ tôi mời quý vị để cho anh? Tôi chọn nữa chứ. Thì anh chọn đi. Tuyết Minh chọn gì? Thôi Xuân Huy, Xuân Huy đã tình yêu khác biệt rồi. Vậy thì em, tình yêu của em sẽ như thế nào? Để cho khán giả quên luôn cái sở thích của Trấn Thành đi, thì em nói như này cho nó hơi dài một tí. Tức là em là theo dân gian Việt Nam ấy, thì là em đứng chữ canh, tức là canh cô mậu quả, nhưng mà bố mẹ em thì sinh nhầm giờ múa. Thế là đi học múa thì thực ra là nó chỉ có mỗi một cái dầu thôi, tất cả đều nghèo, đều khó khăn hết. Có mỗi một cái dầu là dầu cảm xúc. Thế là mình cứ vì giàu cảm xúc mà nên mình nhìn lá rơi mình cũng yêu, mình nhìn mưa rơi mình cũng yêu, mình nhìn buổi chiều buồn mình cũng yêu. Thế là thành ra là bị đa đoan. Thế và nhưng mà mình cứ suy nghĩ mãi là nhiều khi là học múa thì cũng phải có cái gì để ứng dụng vào đời sống được chứ. Chẳng nhẽ lại cứ bị những người sở khanh như kiểu yêu của anh chị anh. Xong rồi kiểu yêu kiểu khùng khùng điên điên như là kiểu anh John Huy, hay là yêu kiểu như là cứ kiểu sướt mướt mà kiểu mềm mại như Trấn Thành. Đấy thì mình bị lừa nhiều quá. Chị chịu cả đời chị bị lừa mà, ai không biết. Đó. Thì sau khi bị lừa nhiều quá thì mình tự nhủ là thôi phải lấy cái nghệ thuật múa ra để ứng dụng. Có nghĩa mình phải rèn luyện cho mình chai sạn lên một chút. Thì bây giờ mình mỗi lần mà bị đau khổ, bị lừa nhiều như vậy thì mình phải tự bảo mình là khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì lau nước mắt đứng lên yêu tiếp. Đó, thế là bây giờ chúng ta, tôi mới thấy rằng người nào mà làm mình đau khổ ấy là người đó rất là khờ dại. Thế cho nên bây giờ cái tình yêu lớn nhất của mình đó là biết tha thứ. Và tôi rất là đồng cảm với một biên đạo là Hani Abaza. Hani, anh là một người biên đạo quốc tế và anh sang Việt Nam. Và anh đã cống hiến cho chúng tôi rất nhiều những cái tác phẩm hay. Và tôi rất là thích một tác phẩm Vị Tha của Hani. Và tác phẩm này nó nói lên rằng để có tình yêu thì chúng ta phải tập cách tha thứ. Và chúng ta phải tha thứ chứ chúng ta không nên là chặt chém nhau như là Trấn Thành vẫn chắc là. Chắc chắn là như vậy. Vâng, thưa quý vị, mặc dù giám khảo Tuyết Minh nói rất dài nhưng chúng ta nên vị tha cho chị ấy. Chúng ta vị tha đi quý vị. Tất cả mọi người hãy vị tha cho chị ấy. Vâng. Chưa xong ạ. Anh John là còn yêu anh khác nữa thường. Hả? Vâng, anh John là người ta yêu không thể tha thường. Hai lần cùng một lúc đâu anh ạ, nói luôn đi. Anh John là yêu khác thường, chị Minh là yêu vị tha, thì tôi yêu bình thường thôi, tôi yêu cô gái dân tộc Hơ Mông trong tiết mục dân gian đương đại của anh Hữu Từ, rất chiều chồng, đơn giản vậy thôi. Anh là tại vì anh theo mô típ gia trưởng nên anh khoái ba cái đó. Ok, thưa quý vị, bây giờ mỗi người có một ý kiến đúng không? Ừ, tôi vẫn theo cái của tôi. Thưa quý vị, mời quý vị xem tiết mục của tôi nhá. Vâng, trên sân khấu Thu Hương và Hà Lộc. Some days it's hard to see. If I was a fool for you, a thief, made it through the maze to find my one and a million. And now you just a preacher from the story I'm living. And all
Xin một tràng pháo tay đồng nhiệt cho Hà Lộc và Thu Hương, thưa quý vị. Quá tuyệt vời. Vâng, cũng là một ứng cử viên quán quân trong lòng của Trấn Thành, Thu Hương đấy ạ. Nhảy thế mà quý vị chấm rớt cũng chẳng hiểu vì sao. Một tràng pháo tay đồng nhiệt cho hai bạn, thưa quý vị. Cảm ơn các bạn. Cứ gầy gầy thế mà tốt các bạn ạ. Bê đỡ nhau đơn giản hơn. Thôi bây giờ chúng ta trở về câu chuyện của chúng ta nhé. Làm thỏa mãn từng người hen. Và dĩ nhiên là những cái người mà em thấy là cao tuổi thì em phải nhường trước. Anh Chí Anh, vâng. Chúng ta sẽ đến với tiết mục do anh Chí Anh lựa chọn. Thưa quý vị, một câu chuyện về cô gái Hơ Mông của biên đạo Hữu Từ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện đúng như anh Chí Anh nói, là một cô gái cực kỳ là chiều chồng. Và chúng ta hãy gặp gỡ hai người bạn, đó là Hữu Phước và top 4 của năm ngoái, đó là Lâm Tố Như. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Quá xuất sắc, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hữu Phước và Tố Như, thưa quý vị. Cảm ơn các bạn. Quá tuyệt vời, cảm ơn hai em, rất là xuất sắc. Xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta có một cái gọi là ngẫu nhiên mà các anh chị chọn cái người, cái size để xem nhau nhỉ. Hồi nãy Thu Hương với lại Hà Lộc cũng gầy gầy giống nhau rồi, hai bạn này chiều cao cũng tương xứng. Thì thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ phục vụ cho cái niềm sở thích của John Huy Trần để đến với một cái tình yêu khá là đặc biệt. Vâng, thưa quý vị, đó là do Đức Việt và Trâm Minh trình diễn. Đây là tình yêu không phải là của người, mà đây là câu chuyện tình yêu của ma. Ma cây à? Không. Ma sói à? Không. Vâng, ma đơ canh. Vâng. Thật buồn ngày qua ngày, đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào. Trái tim em thôi lặng thầm, có ai cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn, để đem về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn, nói cho nhau những hẹn thề. Có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh đã yêu thương em, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay.
một tràng pháo tay cho Đức Việt và Trâm Anh thưa quý vị. Cảm ơn hai em, dễ thương lắm. Hai đứa yêu nhau chưa? Hai đứa yêu nhau chưa? Tới bữa tới rửa thổ lộ tình cảm tới giờ chưa yêu luôn hả? Ừ, rồi thôi vô xếp váy cho nhau nha. Chào hai đứa. Rồi vô một tràng pháo tay thưa quý vị. Dễ thương thiệt. Thí sinh trong chương trình nó thi sao mà nó yêu nhau hết, kỳ thiệt. Chị, dạ tới phiên chị nha. Dạ. Em đừng nói là em cũng chuẩn bị thỏa mãn chị nhá. Trời ơi, cái đó khó ai làm được lắm chị à, chị đừng có nghĩ như vậy. Thưa quý vị, để thực hiện yêu cầu của chị Tuyết Minh. Vâng, đó là một tiết mục về sự tha thứ của Hani Abaza. Thưa quý vị, Hải Anh và Minh Tuấn sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục đương đại cực kỳ cảm xúc với lòng vị tha. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hải Anh và Minh Tuấn thưa quý vị với bài của Hani Abaza. Quá mượt mà, rất nồng nàn, cảm ơn hai em rất nhiều. Cực kỳ là xúc động. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói là trong nhảy múa đó, đôi khi không nhất thiết cứ phải lúc nào chúng ta cũng để ý đến kỹ thuật. Đôi khi cái kỹ thuật nó chỉ cần vừa đủ để hay, quan trọng hơn hết là thần thái, là gương mặt, là ánh mắt. Khi chúng ta đưa ánh mắt đến khán giả thì tất cả những thông điệp đó sẽ trở nên có ý nghĩa. Còn bao nhiêu kỹ thuật đẹp mà đưa vào nhạc nó không có đúng, hay là chúng ta không truyền tải được cái hồn, thì cái bài nhảy đó cũng trở thành những cái vật vô tri trên sân khấu. Vì vậy cho nên chúng tôi rất là trân trọng top 4 vừa rồi đã kết hợp với những bạn diễn cực kỳ xuất sắc để mang đến những cái bài nhảy như những câu chuyện chân thật từ trái tim của các bạn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với một tiết mục khách mời đầu tiên để cùng chúc mừng cho sự thành công của top 4 khi có mặt trong cuộc thi năm nay. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ một nhóm nhảy đã nhận được giải ba quốc tế của cuộc thi Battle of the Year 2014 tại Đức, và với trưởng nhóm là Linh Ba Tê, một nhân vật hip hop huyền thoại tại Việt Nam. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nhóm Cine. What? Crazy noise and Cine. Hip hop của những năm 90 vẫn còn là điều xa lạ với tất cả mọi người. Những bước chân đầu tiên đi vào nhịp sống mới đã trở thành điệu nhảy niềm đam mê một đời. Từ Big Tàu dinh dạng hay lên từ Big Sao, từ Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ nơi đâu, lấy đường công viên, vũ trường hay sàn đấu, dân già trẻ, gái trai, dù nghèo đói hay sang giàu, đừng chỉ nói hay bước lên mà nhảy, thể hiện chính mình ở ngay tại nơi đây. Bao nhiêu năm qua anh em cùng dựng xây một gia đình cine của ngày hôm nay. Anh em tôi mỗi người một cảnh sống, người làm chủ, người vất vả làm công, người quay mặt ngoài phố, người gò bó trong văn phòng cùng
chung một đam mê, một hoài bão khát vọng. Dù cuộc sống như một bề lo toan, con đường tương lai vẫn mập mờ khó đoán. Đôi khi chờ lương nhưng lương chẳng ngó ngàng, nhưng chẳng vì điều đó mà quản ngại khó khăn. Cause hip hop, we got soul. Vì đam mê không chỉ là trong phút chốc. Với hip hop tôi được trở về chính tôi, những điều nhảy thay cho lời mình muốn nói. Hip hop đưa chúng tôi đến nơi này, văn hóa đường phố đang thực sự được phơi bày. Khi điệu nhảy không chỉ là điệu nhảy mà còn là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời này. Đồng gì cho Sinadan Crew. Cảm ơn các bạn rất đẳng cấp, cảm ơn các bạn cực kỳ tuyệt vời. Wow. Đã không quý vị? Đã sẽ vỗ tay nhỏ thế à, cho em nghe một tràng pháo tay to được không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại một chút xíu để chúng ta theo dõi lại một hành trình. Để trải qua một hành trình này, chúng tôi đã mất hết 6 tháng trời, trong đó có biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và bao nhiêu tình cảm đã đặt trong đó. Đó là hành trình 6 tháng của các thí sinh cùng trải qua với thử thách cùng bước nhảy. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau 3 mùa giải, hành trình tìm kiếm vũ công được yêu thích nhất mùa thứ tư năm 2015 trở lại với sức nóng lan tỏa khắp 10 thành phố trên cả nước. Chương trình thu hút hàng ngàn bạn trẻ yêu nhảy múa từ mọi xuất phát điểm. Năm nay tôi 24 tuổi, nghề nghiệp chính là tattoo artist, tôi là một thợ săm. Em vừa mới tốt nghiệp xong trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Mình là vũ công đến từ Hải Phòng. Hiện tại thì em đang là học sinh của trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Dancer tự do và đi bàn kẹo. Mình là giáo viên trường trung học phổ thông. Dạ, mình công nhân ạ. Tất cả có chung niềm đam mê cháy bỏng, được thể hiện cá tính và tài năng của mình qua từng bước nhảy, qua những phần trình diễn đầy cảm xúc. Cái phần nước em làm
cái đó đó thì anh chỉ là wow, trời ơi, sao giống người yêu của Hà Lê vậy. Anh thích nhất là cái khách em sử dụng nguyên cái sân khấu. Cái hình tượng một người nghệ sĩ múa như em phải được rất là nhiều đông đảo công chúng khán giả thấy, để em truyền được cái đam mê, truyền được cái khát khao được sống, được mang đến cái đẹp cho mọi người. Em vẫn như ngày nào Hiếu ạ. Thế ngày hôm nay ba mẹ con có mặt ở đây để chứng kiến các con thành công như thế này trên sân khấu không? Có ba con ở đây mà mẹ con không có. Thế mẹ con hiện nay đang đâu? Mẹ con chết rồi. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước. Em cũng đang trên đường tìm con đường thành công cho em, nhưng mà nếu mà bỏ ba nhóc đó thì không được. Nên em quyết định sẽ làm. Ví dụ em làm một, nhưng mà bây giờ em phải làm tới ba. Trên đường xa đánh thức đam mê, tài năng tỏa sáng. 113 vũ công xuất sắc đã được chọn vào vòng bán kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 4 ngày thi khắc nghiệt, lần lượt vượt qua 7 thử thách để chứng tỏ khả năng thích ứng với các thể loại. Vòng bán kết, nơi chặng đường đam mê được tiếp tục, nơi tài năng và cá tính được trân trọng. Có thể nói, 4 ngày bán kết thử thách cùng bước nhảy mang lại cho các bạn một trải nghiệm đẹp không thể nào quên. Và top 20 vũ công xuất sắc nhất mùa thứ tư đã lộ diện. Wow. 20 gương mặt tài năng và cá tính đã cháy hết mình và thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, mang đến sân khấu thử thách cùng bước nhảy những khoảnh khắc thăng hoa, những cảm xúc tuyệt vời. Mùa thứ tư được tiếp thêm lửa đam mê với sự hỗ trợ tuyệt vời của các vũ công ngôi sao nổi bật. Và top 4 đã được xướng tên. Top 4 chương trình thử thách cùng bước nhảy 2015. Trâm Anh, Hữu Phước, Hải Anh, Hà Lâm. Đêm nay, một trong bốn bạn sẽ trở thành vũ công được yêu thích nhất mùa thứ tư. Như quý vị đã theo dõi, để có mặt được trong buổi tối hôm nay là trải qua 6 tháng trời, phải vượt qua hàng ngàn thí sinh, phải trải qua rất nhiều đêm không ngủ, phải xoa tan bao nhiêu vết bầm trên cơ thể thì mới có được cái cơ hội để đứng trên sân khấu này. Và ngay bây giờ, một lần nữa, hãy vinh danh top 4 và gặp lại các bạn ấy trong đợt trao giải đầu tiên. Xin mời! Chúng tôi xin mời ông Lưu Nhật Phương, đại diện cho công ty quản lý đầu số Gabit, sẽ lên sân khấu trao cho chúng tôi phong thơ công bố trong lượt đầu tiên này. Xin mời ông Lưu Nhật Phương một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón thưa quý vị. Và bây giờ,
lượt công bố kết quả đầu tiên bắt đầu. Thưa quý vị, trên tay tôi là kết quả của quý vị khán giả đã bình chọn trong hai đợt. Đợt đầu tiên là trong đêm thứ bảy cho đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật của tuần trước. Và đợt thứ hai là 30 phút đầu chương trình vừa rồi. Và tổng số bình chọn của cả hai đợt sẽ đưa ra kết quả. Và tôi sẽ đọc ra thí sinh về vị trí hạng tư đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, thí sinh ở vị trí thứ tư có tổng số bình chọn chiếm 6,79% tin nhắn từ quý vị khán giả sau hai đợt bình chọn, và là thí sinh đầu tiên nhận được giải tư của chương trình ngày hôm nay, và đó là một thí sinh nữ. Và xin được chúc mừng cho cô bé mặc một chiếc áo khá giống chị Tuyết Minh ngày hôm nay. Chúc mừng Trâm Anh. Quý vị và các bạn thân mến, Trâm Anh là nữ thí sinh nhận được giải tư đầu tiên của chương trình. Chúc mừng Trâm Anh, xin cảm ơn ba bạn. Mời ba bạn về vị trí. Một tràng pháo tay đồng nhiệt cho Trâm Anh. Quá tuyệt vời. Một cô bé luôn luôn cá tính, luôn luôn máu lửa và luôn luôn sáng tạo với những cái bài 30 giây của mình. Mấy lần rồi em? 7. 7 lần rồi. 7 lần được thể hiện chính mình, thưa quý vị. Đó là một cơ hội không phải ai cũng có được. Và cho đến giờ phút này đứng trên sân khấu này, tôi công bố với thế giới là Trâm Anh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này. Một tràng pháo tay đồng nhiệt cho Trâm Anh. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy cùng xem lại hành trình mà Trâm Anh đã trải qua cùng thử thách cùng bước nhảy năm nay. Đam mê là không được phép từ bỏ. Em có một quan niệm là sinh ra không phải để tầm thường, và sống là cũng không được phép bình thường, mà phải khùng, phải điên, phải thần kinh nhưng mà chất. Tống là phải khác biệt, phải có cái tôi. Vì thế tại sao Tống 20 lại không có một người vừa khùng vừa điên mà lại đầy tài năng như em? Tống 20 ơi, hãy đợi bé Trâm Anh xinh đẹp dễ thương nha. Yeah. Tôi xin dành lời khen tặng cho Trâm Anh. Em đúng là nhỏ mà to quá. Anh cũng không nghĩ em sẽ chất như vậy. Có những cái điểm rất diễn xuất mà chở được cái tâm hồn của tác phẩm và nhân vật cũng như cái câu chuyện nữa. Trâm Anh lúc nào cũng làm cho Nhi cảm thấy rất là sướng với lại những cái phần trình diễn của bạn. Trâm Anh ơi, đúng thật là ngày hôm nay em bốc lửa quá. Trâm Anh, từng cái hành động của em, anh cảm được một cái trái tim vĩ đại. Có thể đứng dậy một tí được không ạ? Cảm ơn quý vị. Mình nên chia sẻ vài lời đúng không em? Dành cho cái sự yêu thương mà quý vị dành cho em trong suốt thời gian vừa qua. Mời em. Em nói là em nói nhiều lắm á. Thì để anh cầm cho rồi em nói. Ừ. Để anh rút lại bất cứ lúc nào anh muốn. Ừ. Dạ, lời đầu tiên là em xin cảm ơn chương trình. Bởi vì đã mang lại một
chương trình Tôn Vinh Dancer tụi em. Đối với em thì dance không chỉ đơn thuần là nhảy múa bình thường, mà dancer là một người lao động, một nghệ sĩ đáng được tôn vinh và trân trọng như là bao nhiêu nghề khác. Cảm ơn chương trình đã cho em cái một khoảng thời gian vừa qua được làm việc trong một môi trường rất là chuyên nghiệp. Đối với những biên đạo của nước ngoài cũng như trong Việt Nam rất là giỏi. Em sống đây rất là sướng, em chỉ việc ăn, ngủ và làm công việc mình yêu thích, đó là nhảy múa. Cùng với lại 19 anh chị, bạn bè ngoài kia sống cùng với đam mê, khát khao và ước mơ như mình. Còn nhiều lắm, từ từ. Thôi được rồi, ừ. Bây giờ anh cho em cảm ơn đúng hai người nữa thôi. Rồi, thời lượng có hạn, mời em. Nghĩ ra đi chất lượng nha. Cảm ơn ba má. Rồi, hết luôn, cảm ơn em. Thì ba má là hai người. Rồi, cuối cùng nè. Con gái ba má giỏi mà. Đáng lẽ tôi không nên tạo cơ hội lần thứ ba. Vâng, và thưa quý vị, dù gì đi nữa thì tôi vẫn nói rằng là Trâm Anh luôn luôn là một ngôi sao trong lòng của tôi. Tôi luôn luôn theo dõi các bạn và tất cả các bài 30 giây của bạn tôi đều nhớ, rất là dễ thương, rất là cá tính, cực kỳ đẳng cấp. Và bây giờ thì phải có một lời nói nào đó của ban giám khảo dành cho Trâm Anh chứ nhỉ? Quý vị, các anh chị có ai có chia sẻ gì không ạ? Điều đầu tiên là phải chúc mừng Trâm Anh, bởi vì là vào top 4 của thử thách cùng bước nhảy là một điều không hề dễ dàng một chút nào. Và anh tin rằng là trong 6 tháng vừa qua thì em chưa bao giờ em được học nhiều về nhảy múa như vậy và được trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời như vậy trên cái sân khấu này. Anh rất là chúc mừng em và cảm ơn em đã đến với cả chương trình. Anh hy vọng rằng sau đây nghề nghiệp của em sẽ còn phát triển được nhiều hơn nữa. Qua chương trình này em có thêm kinh nghiệm để phát triển về chiều sâu, về kỹ thuật của mình, nâng cao nghề nghiệp và sống với cả đam mê với cả mình. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh chị anh rất nhiều. Xin cảm ơn giám khảo ạ. Một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng cho Trâm Anh thưa quý vị. Ôm cái nhá. Chúc mừng em. Bây giờ anh sẽ cho em biết một cái bí mật này. Thưa quý vị, đây là một món quà mà Trấn Thành sẽ dành tặng cho ban giám khảo ngay sau đây. Anh chắc chắn em sẽ rất là vui. Bởi vì quý vị biết mà, Trấn Thành, vâng, tôi thì nhan sắc giới hạn như thủ đoạn tôi vô biên. Được cái thù dai nữa. Thành thử ra tôi đang gom góp tư liệu để tôi làm một cái món quà đặc biệt tôi dành tặng cho những vị giám khảo. Dĩ nhiên quý vị biết số phận của các anh chị trong cái clip nó như thế nào rồi gì. Và ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của Trấn Thành đấy? Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trước khi đến với món quà đặc biệt đó. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với thử thách cùng bước nhảy. Vâng, tôi đứng đây thì tâm trạng tôi cực kỳ thoải mái, trong khi đó có ba nhân vật cực kỳ căng thẳng. Bởi vì họ đang không biết là tôi sẽ làm trò gì với họ đây. Có phải không các anh chị? Cái gì nó hồi hộp nó sẽ được chờ đợi lâu hơn. Và thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ trước khi đến với món quà đặc biệt của Trấn Thành dành cho ba vị giám khảo thì chúng ta sẽ gặp lại một cặp đôi mới. Từ nãy giờ chúng ta gặp được nhiều cặp đôi gọi là tiên đồng ngọc nữ rồi, cặp đôi tinh khôi rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp một cặp đôi gọi là tình chị duyên em. Vâng. Và ngay bây giờ chúng ta mời quý vị và các bạn sẽ cùng say you do với lại Lan Nhi và Gia Bảo. La 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 la. Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Em đã nghe lòng thương anh mất rồi, ngại về mình con gái phải làm sao? Trời ơi. Chỉ thấy đã
dám cho anh 1000 tiếng ca. Chào phát tay cho Gia Bảo và Lan Di. Đẹp đôi không quý vị? Cho em một tràng phát tay to hơn nữa được không ạ? Dễ thương thật. Tại sao lại rút tay người ta ra? Em phải để là như lúc nãy. Vâng, đúng rồi. Tôi không biết là sau cái cuộc thi này họ có cái gì không, nhưng tôi thấy là các bạn rất là đẹp đôi. Và tôi nghĩ là về cái khả năng mà vận chuyển một cái động cơ nào đó thì Gia Bảo giỏi, tại vì phi công mà. Cảm ơn các bạn. Ok, một tràng pháo tay nào gì cho hai người bạn. Dễ thương lắm. John ơi, là một giám khảo mà theo đuổi chương trình rất là lâu rồi, thì John có một cái ấn tượng gì về một cái thí sinh gì đặc biệt trong cuộc thi năm nay hay không? Có, không phải là một thí sinh, nhưng mà có hai thí sinh. Là lúc đầu, cái lần đầu tiên thì John Huy gặp thì không biết cái cảm giác của mình nói sao nữa. Không phải là sợ, nhưng mà mình thấy rất là thú vị về hai cô gái này. Vì hai bạn này nhìn giống nhau, làm tóc, tất cả mọi thứ là giống nhau. Và lúc nói chuyện, chừng nào hỏi cái gì đó, hai bạn trả lời đúng, y chang giống nhau luôn. Thì chừng nào mình gặp thì không biết cái cảm giác mình không bình thường, mình hơi sợ. Nó hơi nổi da gà một tí. Đó, đó, đó. Tại sao đó, người ta có thể hiểu nhau nhiều như vậy đúng không? Yes. Tôi biết rồi. John đã nói về Song Linh và Gia Linh đúng không? Dạ. Yeah. Thưa quý vị, đúng như John nói là trong cuộc thi của chúng tôi có rất là nhiều những yếu tố lạ. Và một trong những nhân tố lạ mà chúng tôi muốn nói đến đó là hai chị em Song Linh và Gia Linh. Họ hiểu nhau đến từng hơi thở, hiểu nhau đến từng tư duy. Và khi mà họ kết hợp lại thì tôi tin chắc rằng là tiết mục đó sẽ là một tiết mục hay. Và John Huy Trần đã thực hiện điều đó cho chúng ta, sẽ dàn dựng một bài cực kỳ đặc biệt để Song Linh và Gia Linh một lần nữa mang đến hình ảnh hai chị em song sinh thực thụ lên sân khấu của thử thách cùng bước nhảy với những cái giai điệu, những cái động tác do các bạn thở ra bằng âm nhạc. Và thưa quý vị, ngay bây giờ một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai chị em song sinh. Thank you.
Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Song Linh và Gia Linh thưa quý vị. Wow, rất ấn tượng khi chúng ta có hai gương mặt giống y đúc trên sân khấu đúng không ạ? Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Cảm ơn sự trở lại của hai em. Bây giờ chúng ta thoải mái thư giãn một tí quý vị hả? Tiết mục hài đã tới rồi. Câu chuyện về ba vị giám khảo sẽ được kể một cách sinh động hơn bao giờ hết qua phần dàn dựng của ban biên tập nhẫn tâm của chương trình, kèm theo sự tư vấn độc địa của Trấn Thành. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một câu chuyện thật đáng yêu về những vị giám khảo của chương trình thử thách cùng bước nhảy năm nay. Càng sâu thì bạn mới càng yêu à? Sao giống người yêu của Hà Lê vậy? anh đi chết rồi em. Cái mặt của em á, cái biểu cảm ở trên cái gương mặt của em ấy. Anh lại cứ tưởng con meo meo. Hip hop phi lung tung. Thì thích hai em chị rất là thích nhìn những chàng trai mà khoác áo sơ mi mà lại không cài cúc. Tôi đã nói rồi, phi công dạo này có nhiều công ăn việc làm lắm. Sau cái ngày đêm nay ấy, thì tôi nghĩ rằng là anh John Huy nên phải về một nhà thế để có cảm hứng. Mà nếu trong trường hợp mà các anh vẫn chưa có cảm hứng thì có thể mời thêm Trấn Thành tới. Anh yêu các em nổi hết da biểu bì da gà luôn. Có cái vấn đề gì nó hơi sai sai. Không hiểu là Trấn Thành đã bao giờ có cái mối tình nào mà nó khùng điên kiểu này chưa? Biết đâu yêu chị Thuyết Minh thì mới có cảm giác đó. Tâm trạng yêu của chị đang trào dâng. Không nên có thêm các em đâu, bởi vì nếu có thêm các em thì tối nay chị không thể ngủ được, chị đầu hàng. Như thế cơ mà. Anh trả lời đi, tại sao cứ phụ nữ đẹp đang giải quyết cuối cùng là cho chết hết vậy, là tại sao vậy? Sao chị Thuyết Minh nhảy thì anh dựng cho cái đoạn cuối như vậy thì em chịu. Trấn Thành muốn làm bad boy hay good boy? Anh có bao giờ em good đâu, em luôn là bad boy. Ok. Đằng sau lớp sơ mi đó là cả một bầu trời cần khám phá. Và cái mà chị ấn tượng nhất đó là sự sexy của em. Là cái body của anh đi. Anh Bùi à, trời ơi, anh vuốt một hồi cho nó sân khấu nó nhớp nhợt mà ớt không. Trấn Thành ngoài giống Bill Gates cả Châu Tinh Trì, giống cả Dũng Khùng nữa. Giống cái khùng. Anh chỉ rất là ngưỡng mộ em thôi. Thật sự. Nếu mà tại vì anh hát nhạc soul mà hỏi anh hát nhạc cải lương, anh không thể hát được. Về cái chuyên môn sở trường này ấy, thì chỉ có Trấn Thành thôi. Vừa nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người giao đang yêu nhau. Con cò mày đi ăn đê, mày đi ăn đê, mày ăn xong chưa? Eleven who let on the cathedral. Quá dũng cảm. Anh không dám làm đâu. Tôi không ngờ là với tất cả những sự dàn dựng của tôi, cuối cùng tôi cũng bị bán đứng. Ban biên tập của chương trình đúng là quá nhẫn tâm. Tôi cũng đã được đưa vào câu chuyện rồi. Quý vị và các bạn thân mến, bỏ đi. Bây giờ nhảy múa sẽ xoa dịu tất cả nỗi đau. Và chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ đến với một trong những vũ điệu sexy, chảnh chọe. Đó là jazz. Hãy cùng hết hồn. Nhảy đi mấy em.
About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and now they play it from Steamboat Springs to La Paz. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho 6 bạn thí sinh rất đáng yêu thưa quý vị. Bài biên đạo của Hani Abaza. Chúng ta hãy nhìn lại 6 gương mặt này nhé. Vâng, và thưa quý vị, hãy chào đón Minh Tân, Minh Tuấn, Hà Lộc, Thu Hương, Vân Ly và Ái Linh. Cảm ơn các em rất nhiều. Thank you, Hani. Cảm ơn các em. Quý vị và các bạn thân mến, từ nay đến giờ chúng ta đang theo dõi là những tiết mục mới của chương trình. Những tiết mục được dàn dựng đặc biệt khi các bạn thí sinh có những tình bạn riêng, khi họ liên kết với nhau. Và ngay bây giờ cũng sẽ là một tình bạn kháng khích giữa 4 người bạn, đều là 4 hip hopper của cuộc thi năm nay. Họ chung sống ở nhà chung, khi họ ở với nhau là chung một phòng. Và khi họ chia tay thì họ cảm thấy rất là nuối tiếc. Và họ cũng là những thí sinh hầu như là trụ lâu nhất trong cuộc thi năm nay. Và những người bạn thân đó đã kết hợp lại, tự dàn dựng, tự biên đạo cho bài nhảy ngay sau đây, để gửi đến quý vị và các bạn một bài hip hop rất chất. Và chúng tôi mời toàn thể quý vị và các bạn cùng gặp gỡ 4 chàng hip hop xuất sắc nhất của chương trình năm nay. Đó là Phi Hải, Anh Mỹ, Gia Bảo và Hữu Phước.
Vâng, thưa quý vị, cực kỳ năng lượng và ý nghĩa rất là tốt đẹp, thưa quý vị. Những chàng trai ở đằng sau luôn luôn là những hậu thuẫn tốt đẹp để Hữu Phước có thể tiếp tục con đường phía trước của mình. Một tràng pháo tay đồng nhiệt cho bốn anh em. Phải nói là bốn anh em trên sân khấu. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, Gia Bảo, Anh Mỹ, Hữu Phước và Phi Hải. Cảm ơn các bạn. Wow. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một tiết mục được gọi là đẳng cấp quốc tế. Và hai nhân vật sắp tới sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục được gọi là Basodop. Và đây là một trong những cái động, một cái thể loại cực kỳ khó trong vũ điệu của dance sport, của ballroom. Và khi nhắc đến Basodop, chúng ta nghĩ ngay đến đấu bò hay là những cái kỵ sĩ, những người kỵ sĩ, hay là tất cả những cái câu chuyện về sự kịch tính. Và thưa quý vị, với cái sự sang trọng, kỹ thuật, thần thái và tất cả những sự bung dầm và những động tác, nó sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện cực kỳ kịch tính trên sân khấu ngay bây giờ, với phần trình diễn của cặp đôi biên đạo quốc tế Gordana và Trent. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thưa quý vị. So proud that you have been here tonight. So fantastic. Thank you. Thank you. Gordana and Trent. Wow. Vâng, thưa quý vị, đấy là đẳng cấp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung lại một tí để đến với đợt công bố thứ hai của chương trình. Và mời quý vị gặp gỡ lại các bạn thí sinh. Một lần nữa chúng tôi xin mời ông Lưu Nhật Phương, đại diện cho công ty quản lý đầu số Gabit, sẽ lên sân khấu để trao cho chúng tôi phong thư có kết quả của đợt công bố kết quả thứ hai này. Xin mời. Và thưa quý vị, đợt công bố kết quả thứ hai bắt đầu. Chưa bao giờ tôi thấy các bạn thí sinh hầu như là không có một cái gì áp lực lo lắng.
trên gương mặt của các bạn đến với cuộc chơi thiệt là thoải mái, tinh thần các bạn thật sảng khoái. Trước khi tôi công bố kết quả này, tôi muốn các bạn chia sẻ cái cảm xúc ngay thời điểm này. Xin mời Hà Lộc. Dạ bây giờ em đang rất là vui ạ. Vì sao? Dạ thì vui thôi ạ. Thôi hai thí sinh còn lại bớt nói lại luôn đi em. Ừ. Hỏi em xong anh không muốn hỏi người còn lại nữa. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đây là kết quả thí sinh có giải tư đồng hạng. Còn nó đúng hơn là về giải ba đi thì đúng hơn, tại vì sẽ có cái số phiếu bình chọn cao hơn. Đó là nam hay nữ đây? Và thí sinh nhận được số phiếu bình chọn cao thứ 3 là 12,76% trên tổng số lượt bình chọn. Là thí sinh tiếp theo nhận được giải thưởng của chương trình, và đó là giải 3, là một thí sinh nam. Và đó là Hữu Phước. Vâng, cảm ơn hai thí sinh còn lại. Cảm ơn các em rất nhiều. Cảm ơn các em. Cảm ơn các em. Wow, tôi cũng rất là bất ngờ với cái kết quả này. Wow. Thật sự rất bất ngờ đúng không ạ? Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành tình cảm rất nhiều cho Hữu Phước. Hãy xem lại hành trình mà Hữu Phước đã trải qua cùng với thử thách của bước nhảy nhé. Xin mời. Mình đến với nhảy khi mình 15 tuổi. Và khi mình nhảy thì mình con người mình rất là thoải mái. Một khoảng thời gian dài em không tập, em gần như đánh mất đam mê của mình. Và em muốn tìm lại đam mê của mình, nên em đã quyết định đến đây thử thách mình. Nếu em có lỡ được lọt vào top 20 thì em sẽ không làm ban giám khảo thất vọng. Hữu Phước, em đã biết tận dụng cái thế mạnh của em để em đưa vào những cái đoạn solo. Em có một cái cách diễn rất là tự nhiên. Trời ơi, tại sao một b-boy có thể làm được như vậy? Rất là mượt và rất là nhẹ. Hay quá Phương ơi, rất rất hay. Em rất là tố chất trong tất cả các thể loại. Em đã thả hồn vào nhân vật và thả hồn vào cái câu chuyện mà biên đạo đã giao cho em. Tâm hồn nghệ sĩ của em là cái mà sẽ thắng được cái trái tim của tất cả mọi người. Chúc mừng em. Quý vị có thể thể hiện tình cảm nhiều hơn cho Hữu Phước được không ạ? Tôi tin chắc là quý vị khán giả rất là yêu thương bạn. Và bạn đã là quán quân đâu đó trong lòng của rất là nhiều người. Chắc chắn là như vậy. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn ngay bây giờ Hữu Phước. Em bây giờ rất là vui. Thì thật ra thì em không nghĩ là mình sẽ được tới đây và đứng đây và nhận cái giải này. Vì em là một b-boy, em không nghĩ là mình có thể hòa vào các thể loại khác mà có thể được cho là tốt. Nói chung là em cũng không muốn nói nhiều nữa, nếu mà em nói nhiều thì em sẽ bị khóc.
Và em muốn cảm ơn tất cả các bạn và anh chị em đã ủng hộ cho em từ vòng top 20 tới bây giờ để em được đứng trên đây. Cố lên. Và thưa quý vị, tôi xin được nhắc lại, đây là hữu phước. Rất xuất sắc. Tôi thấy là bên trong bao nhiêu bạn đang gào thét ở bên trong vì bạn. Xin mời giám khảo hãy chia sẻ cảm xúc của các anh chị về hữu phước ạ. Phước ơi, em tuyệt vời. Anh chị biết nói như vậy vậy thôi. Em rất là tuyệt vời. Và lúc nãy em chia sẻ là em là b-boy đúng không? Em chỉ không phải là một b-boy. Trong cái chương trình này em thể hiện đương đại nè, jazz nè, hip hop, tất cả mọi thứ. Em thực sự là một nghệ sĩ. Em là thực sự một dancer, an amazing dancer. Và anh thấy một cái tương lai rất là tốt và sáng. Và một cái bí mật anh có bình chọn cho em. Xin cảm ơn John. Và thưa quý vị, rõ ràng với tôi, Hữu Phước là một trong những b-boy phải nói là xuất sắc nhất mọi thời đại của thử thách cùng bước nhảy tại Việt Nam. Rõ ràng là như vậy. Một tràng pháo tay nữa cho Hữu Phước. Chúc mừng em. Cảm ơn em rất nhiều. Hãy thành công Hữu Phước nha. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn còn phần trình diễn rất đặc biệt của Mỹ Tâm và phần công bố kết quả cuối cùng để chúng ta biết được quán quân của chương trình năm nay là ai. Chúng ta sẽ quay trở lại sau vài phút giây lao ạ. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang trở lại với thử thách cùng bước nhảy. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Trấn Thành xin được chúc mừng cho vị khán giả may mắn đã tham gia bình chọn và nhận được giải thưởng 10 triệu của chương trình tuần này. Đó là chủ số thuê bao 0963790197. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị và các bạn ngày mai, ngày Chủ nhật cũng vào lúc 21 giờ chúng ta sẽ có một số đặc biệt nhìn lại hành trình 6 tháng cùng thử thách của bước nhảy. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ chú ý đón xem. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ đến với một tiết mục cực kỳ đặc biệt có 102. Và đây là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây là một món quà đặc sản do Honey Abaza đã mang từ quốc tế về đây. Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ thích nó, bởi vì cách thực hiện cực kỳ khó khăn nhưng mang lại hiệu quả rất là cao. Và ngay bây giờ, nó là gì? Mời quý vị theo dõi. Up. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi một phần biểu diễn rất là đặc biệt. Khi mà ba vũ công nằm trên sàn và khi họ phải sử dụng những cái động tác kỹ thuật cực kỳ khó mà chúng tôi bẻ ngang cái máy lại quay 90 độ thì mọi thứ như diễn ra trong tình trạng không trọng lực. Và đó là một cái đặc sản mà Hania Baza đã dàn dựng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hania Baza. Và xin được thưa quý vị, cả Sơn Lâm và Hồng Nhung cũng như là bạn Hoàng Minh rất là tuyệt vời trong cái bài MV vừa rồi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi có một cái MV hậu trường của cái tiết mục đó. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nhé. Vâng, thưa quý vị, vì có một số kỹ thuật nhỏ nhỏ nên ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi một tiết mục đặc biệt của chương trình. Và đây sẽ là một tiết mục mà quý vị và các bạn chờ đợi rất là lâu. Chúng ta sẽ chào đón vũ đoàn MTE và UDG với tiếng hát Mỹ Tâm.
Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Mỹ Tâm và vũ đoàn UDG và MT. Thank you. Xin mời quý vị và các bạn rất nhiều một lần nữa. Mỹ Tâm xin được cảm ơn MT and UDG. Và một điều đặc biệt hơn, xin cảm ơn John Hee Chung and Honey. Where are you, Honey? Thank you very much. Love you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho chương trình. Và điều đặc biệt hơn, xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ, những người, những vũ công đặc biệt nhất để làm nên một mùa thành công của thử thách cùng bước nhảy. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you. Xin cảm ơn Mỹ Tâm. Cảm ơn các bạn dancers. Thank you, dancers. John. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Mỹ Tâm bốc lửa như vậy đó nghe. Trời đất ơi. Cảm ơn mấy em fan hâm mộ, cảm ơn các bạn. Ừ, nghỉ mệt chút xíu nào. John ơi, John dựng cho Mỹ Tâm có khó khăn lắm không trong cái việc dàn dựng một số lượng người dancer đông như vậy trên sân khấu hả? Không có nhiều khó khăn. Lần này thì mình cũng có cái sự hỗ trợ của Henny Abaza. Thì đây là một cái bài là anh với Henny dựng cùng nhau. Và bạn thấy Mỹ Tâm có phải là một cái người mà ca sĩ mà học nhảy giỏi và học tiếp thu nhanh không? Nhanh. Nhanh đúng không? Rất là nhanh. Và trong cái bài này mình có giới thiệu một cái thể loại mới. Ở Việt Nam nó cũng hơi mới. Tap dancing. Tap dance cái giày. Đúng rồi. Rất là sinh động. Cảm ơn John và cảm ơn Henny. Thank you Henny one more time. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ được tiếp tục theo dõi một phần biên đạo đặc biệt nữa của John và Alex Tú. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với một bài gọi là bài Top 10. Và hãy xem là thể loại họ mang đến là gì nhé. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho 10 bạn thí sinh xuất sắc đi nào. Mình sẽ một tràng pháo tay nồng nhiệt cho các bạn trong top 10 thưa quý vị. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại những gương mặt rất là năng lượng trên sân khấu. Vâng thưa quý vị. Ủa sao ai còn người này đeo mắt kiến kìa? Lột ra. Thưa quý vị, Lan Nhi, Đức Việt, Gia Linh, Trâm Anh, Hà Lộc, Hải Anh, Gia Bảo, Thu Hương, Phi Hải và Hữu Phước. Cảm ơn các bạn. Xin mời 8 bạn còn lại vào và giữ lại 2 bạn vẫn còn chờ đợi kết quả ở sân khấu. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và thưa quý vị, đây là 2 người bạn sẽ nhận kết quả ở đợt 3. Chúng tôi xin mời ông Lưu Nhật Phương, đại diện cho công ty đồ số Gabit, lên trao kết quả.
Và thưa quý vị, lượt công bố kết quả dành cho quán quân bắt đầu. Kính thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi công bố thì xin được mời toàn thể quý vị sẽ cùng xem lại hành trình mà hai nhân vật này đã trải qua cùng thử thách của bước nhảy, chắc chắn sẽ có rất nhiều ký ức và kỷ niệm. Đầu tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi chặng đường của cô gái nội tâm Hải Anh. Mình đến với múa vào lúc 3 tuổi. Các bạn của mình hay trêu mình là không có tuổi thơ. Tại vì mình đi học ở trường văn hóa thì chiều qua tối mẹ lại chở mình lên trường múa. Nhiều khi thì mệt quá thì cứ lăn đùng ra ngủ thôi. 4 giờ sáng mẹ phải kêu dậy để học bài văn hóa rồi lại tiếp tục đi học ở trường. Tham gia chương trình rồi em cảm nhận được một cái đam mê được truyền từ các bạn thí sinh. Đó chính là cái cảm giác mà em đang tìm kiếm. Để dành cho múa. Và cái mà chị ấn tượng nhất đó là sự sexy của em. I'm your fan, I love you. Chị liên tục nổi những cơn da gà. Quá hấp dẫn, quá gợi cảm và quá hút hồn. Hải Anh, em có một cái vẻ đẹp tự nhiên. Em đạt được cái thẩm mỹ tạo hình động tác chuyển động một cách tự nhiên. Vâng, thưa quý vị, Hải Anh luôn luôn xuất sắc trong tất cả những thử thách trong suốt quá trình thi. Và rõ ràng, cô bé rất là biết cách để làm cho mình tỏa sáng. Và tiếp theo, thưa quý vị, Hà Lộc, một anh chàng tự học hơn một năm tại Cần Thơ và khăn gói lên Sài Gòn để đăng ký dự thi, vượt qua hàng ngàn thí sinh để có mặt ngày hôm nay. Ta cùng theo dõi hành trình của bạn ấy nhé. Em đến với chương trình với một niềm đam mê rất là nồng nhiệt. Và em tin rằng với niềm đam mê đó em có thể vững bước trên con đường sắp tới và sẽ là một màu sắc riêng biệt trong top 20 ạ. Hà Lộc, em rất là nam tính trong cái điệu nhảy này. Hà Lộc múa, nó có cái đam mê ở trong mắt của bạn. Tất cả những cái bước đi của em và cái dáng dấp của em đều có lực. Em luôn luôn giữ được một cái phong độ vô cùng ổn định và ngày hôm nay em hơn cả như thế. Cái kỹ thuật em rất xuất sắc. Anh thật sự cảm được từng cái hành động của em, từng cái biểu cảm trên cái khuôn mặt của em. Thưa quý vị, đây là hai idol của tôi. Và ai nhận được quán quân thì cũng thật sự là xứng đáng. Chắc chắn là như vậy. Và trước khi tôi công bố kết quả, tôi xin mời cả hai bạn còn lại trong top 4 cùng nắm tay hai người bạn của chúng tôi lại để truyền sức mạnh cho họ. Xin mời các bạn trở lại sân khấu ạ. Hãy nắm chặt tay với nhau. Một đôi hình rất đẹp phải không ạ?
Bốn người này thật sự ra tôi không còn biết là họ như thế nào, nhưng rõ ràng là đối với tôi khoảng cách của họ không có chênh lệch gì cả. Họ đều là những quán quân trong lòng tôi, chắc chắn là như vậy. Thí sinh ở vị trí thứ hai, á quân của chương trình, nhận được 16,62% tin nhắn bình chọn. Và thí sinh nhận được giải quán quân của chương trình, sở hữu giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, nhận được 63,83% trên tổng số bình chọn. Đây là con số khủng khiếp nhất trong lịch sử của thử thách cùng bước nhảy. Và thưa quý vị, tôi cũng xin được thông báo đến toàn thể quý vị, trong lịch sử của thử thách cùng bước nhảy tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên quán quân là nữ. Chúc mừng Hải Anh. Và xin chúc mừng á quân, đó là Hà Lộc. Một tràng pháo tay chúc mừng cho Hải Anh, thưa quý vị. Xin mời các bạn cùng chia sẻ những cảm xúc ngay bây giờ. Cảm ơn các em. Cảm ơn các em. Âm nhạc cho tôi nhỏ nhỏ lại một tí. Chúng ta cần lắng nghe những chia sẻ của hai người bạn. Mời Hà Lộc và Hải Anh. Hai em đâu rồi? Mời em chia sẻ. Bây giờ Hà Lộc nói trước đi. Bà Hải Anh đang vui quá rồi, Hà Lộc mời em. Dạ, em rất là vui vì kết quả này ạ. Vậy thôi đó hả? Dạ. Trời đất ơi trời. Cái gì vậy? Dạ, em bây giờ em nói nha. Nói đi. Em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tụi em có một sân chơi rất là bổ ích và lành mạnh và học hỏi được nhiều thứ như thế này. Cảm ơn mọi người, người thân trong gia đình cũng như là bạn bè và thầy cô đã rất là quan tâm ủng hộ, bình chọn cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn em. Và chúc mừng em rất xứng đáng. Mời Hải Anh. Dạ bây giờ em đang rất là vui và sung sướng. Em đang rất muốn cảm ơn rất là nhiều người luôn, nhưng mà em sợ tới sáng mai mất. Rất là em xin cảm ơn tất cả mọi người đã tạo cho em cơ hội và điều kiện để em có thể phát triển cái đam mê của mình và đem múa tới gần tới mọi người hơn. Và em hứa với mọi người là em sẽ tiếp tục phát triển nữa để làm không làm phụ lòng mọi người ạ. Chúc mừng Hải Anh. Thưa quý vị, quán quân đầu tiên của thử thách cùng bước nhảy tại Việt Nam. Xin mời bốn em bước lên sân khấu một bước. Và chúng tôi xin được mời đại diện của chương trình lên trao giải thưởng cho các bạn. Chúng tôi xin được mời ông Trương Văn Minh, trưởng ban chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó xin được mời ông Phạm Lê Hiếu là giám đốc của công ty Đông Tây Promotion. Và đặc biệt xin được mời ông Mark Vonken là giám đốc tiếp thị tiêu dùng đại diện cho công ty Yomos, nhãn hàng tài trợ cho chương trình. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Một lần nữa xin được chúc mừng Hải Anh. Xin được cảm ơn ông Trương Văn Minh, xin được cảm ơn ông Mark Vonken và xin được cảm ơn ông Phạm Lê Hiếu. Quý vị và các bạn thân mến, vào một mùa giải của thử thách cùng bước nhảy đã khép lại rất là hoành tráng và cực kỳ xứng đáng với top 4 của chúng tôi. Đó là Hữu Phước, Trâm Anh, Hà Lộc và quán quân Hải Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử của thử thách cùng bước nhảy, quán quân là con gái. Chúc mừng em rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm và đồng hành với chúng tôi trong 6 tháng vừa qua. Cảm ơn các vị giám khảo, cảm ơn các vị biên đạo và tất cả các bạn thí sinh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn tất cả những tin nhắn bình chọn của quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình thử thách của bước nhảy do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Yomos. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào hành trình đặc biệt ngày mai 21 giờ Chủ nhật, nhìn lại chặng đường 6 tháng vừa qua cùng với thử thách cùng bước nhảy. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào tạm biệt ạ.